Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Chúc mừng các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, Việt Nam Campuchia trước nay vẫn được coi là mối quan hệ láng giềng anh em vô cùng thân thiết, nhất là từ sau khi quân đội Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, giành độc lập và xây dựng chính quyền. Sẽ chẳng có gì đáng bàn về mối quan hệ này nếu như gần đây Campuchia có vẻ như đang xích lại gần hơn với Bắc Kinh bằng những miếng mồi béo bở từ các khoản viện trợ vay vốn. Campuchia được cho rằng đã trở thành sân sau của Trung Quốc, nhất là khi có tin đồn chính quyền Phnom Penh cho Bắc Kinh xây dựng căn cứ quân sự bí mật ở Vịnh Thái Lan. Nhiều chuyên gia lo ngại cái bắt tay này sẽ khiến Campuchia trở thành nguy cơ đối với Việt Nam. Vậy thực hư điều này như thế nào? Mối quan hệ Cam Trung có đủ mạnh để vượt qua tình cảm thân thiết của Việt Nam nhiều thập kỷ qua không? Và liệu rằng Cam đã trở thành nỗi nguy như tin đồn? Các bạn hãy cùng Tin Mới tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, khoan hãy nói về mối quan hệ tay ba Việt-Trung-Cam. Chúng ta hãy đi tìm hiểu xem nếu so sánh về quân sự thì Campuchia với Việt Nam ai hơn, ai kém nhé. Việt-Cam có điểm chung là cùng trải qua cuộc đấu tranh chống Pháp trường kỳ. Trong khi Việt Nam vật lộn với ngụy quân, ngụy quyền, phía sau là Mỹ thì Campuchia cũng phải đấu tranh chống nạn diệt chủng Pol Pot ổn định đất nước. Nói tóm lại là hai quốc gia đều có một thời gian rất dài chìm trong chiến tranh vệ quốc và ổn định chính trị trong nước. Sau khi hòa bình lập lại, Việt Nam nỗ lực củng cố quân đội, tăng cường tiềm lực quân sự với mục tiêu bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc. Chỉ trong vòng vài chục năm, sức mạnh quân đội Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Theo bảng xếp hạng của sức mạnh quân sự của Global Firepower, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 24 với chỉ số sức mạnh 0,4189 trong bảng xếp hạng 140 quốc gia và chỉ đứng sau Indonesia trong khu vực Đông Nam Á. Còn Campuchia thì sao? Quân đội hàng gia Campuchia vẫn được coi là một lực lượng nhỏ bé và lạc hậu trong khu vực Đông Nam Á. Sức mạnh quân sự của Campuchia được Global Firepower xếp hạng 102 trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Đây là vị trí khá thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, họ đang có những bước đi vững chắc để củng cố sức mạnh. Vậy hiện nay họ có gì? Theo số liệu của trang Global Firepower, quân đội Hoàng gia Campuchia có tổng quân số 195.000 người, trong đó bao gồm 120.000 quân thường trực và 70.000 quân dự bị. Xét về vũ khí hạng nặng thì quân đội Campuchia vẫn chưa được đánh giá cao, họ cơ bản vẫn sử dụng những thiết bị quân sự có tuổi đời hàng chục năm. Về bộ binh, Campuchia có thể nói đây là lực lượng có quy mô lớn nhất, tuy nhiên họ không phân chia binh chủng riêng mà các lực lượng pháo binh tăng thiết giáp được tích hợp vào 7 quân khu. Lục quân Hoàng gia Campuchia có trong biên chế một số vũ khí hạng nặng đáng chú ý như xe tăng chiến đấu chủ lực T-55A-M2, xe thiết giáp chở quân OT-64 Scott hay pháo phản lực phóng loạt RM-70M. Điểm danh thì có vẻ là nhiều, nhưng dẫu vậy thì số lượng vũ khí hiện đại của lục quân Campuchia so với các quốc gia khác vẫn còn quá bèo. Trong khi đó, phần vũ khí còn lại trong tình trạng kỹ thuật không thực sự được đảm bảo cho nhiều nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đáng nói nhất là lực lượng không quân Campuchia, theo thông tin được biết thì không quân Campuchia hiện nay chưa sở hữu bất kỳ một chiếc máy bay chiến đấu nào, mà họ chỉ có một số máy bay vận tải hạng nhẹ cùng trực thăng dạng cứu hộ, đưa đồ và vận chuyển quân thôi. Nói như vậy thì đúng là quá lèo tèo phải không các bạn? Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình bay của không quân Hoàng gia Campuchia có lẽ là chiếc trực thăng vận tải siêu lớn hiệu Mi-26T và nó thường được huy động phục vụ cho cả mục đích dân sự nữa. Những năm gần đây, nhằm thay thế phi đội bay đã lỗi thời, Trung Quốc đã xuất hiện và viện trợ không hoàn lại cho không quân Campuchia một phi đội gồm 12 chiếc Z. So với Mi-8 thì trực thăng Z-9 của Trung Quốc được đánh giá có độ cơ động cũng như trang thiết bị điện tử hàng không tối tân hơn khá nhiều, mặc dù có thể được xem là phương tiện đáng chú ý nhất của quân đội Hoàng gia Campuchia vào thời điểm hiện tại, nhưng các máy bay lên thẳng này không có đầy đủ tính năng như bản nội địa của Trung Quốc. Còn về lực lượng phòng vệ bờ biển thì sao? Lực lượng Hải quân Hoàng gia Campuchia thực chất chỉ được xem như lực lượng bảo vệ bờ biển. Hạm đội của họ bao gồm các tàu tuần tra ven bờ, có lượng rạn nước nhỏ và vũ khí yếu. Tuy nhiên, Phnom Penh cho biết họ đang lên kế hoạch mua lại hai chiến hạm đã qua sử dụng của Trung Quốc để cấp tốc gia tăng sức mạnh.
Nhìn chung, quân đội Hoàng gia Campuchia vẫn bị đánh giá là tương đối yếu so với mặt bằng chung của Đông Nam Á, nhưng trong tương lai dự đoán họ sẽ có bước phát triển nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài và được coi như là một con hổ đang lớn lên từng ngày. Vâng, thưa các bạn, đúng là những năm gần đây, để củng cố thêm sức mạnh quân sự, Campuchia đã quay ra khá là gần gũi với Bắc Kinh. Đặc biệt là cuối thập niên 90, Bắc Kinh liên tục viện trợ quốc phòng cho Phnom Penh. Hiện nay, phần lớn vũ khí mà quân đội Hoàng gia Campuchia sử dụng đều đến từ Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thip Banh từng thừa nhận sức mạnh của quân đội nước này có được hiện nay là nhờ vào sự giúp đỡ của Bắc Kinh, với giá trị lên đến hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đặc biệt là vào hồi tháng 5 năm 2012, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đến Campuchia. Bắc Kinh cam kết khoản viện trợ quân sự trị giá 20 triệu đô la Mỹ cho Phnom Penh. Trước đó vào tháng 8 năm 2011, Bắc Kinh còn đồng ý cấp một gói viện trợ trị giá 195 triệu đô la Mỹ cho Phnom Penh. Mới đây nhất, vào tháng 9 năm 2022, có thông tin lực lượng quân cảnh Campuchia đã được Trung Quốc tặng 107 xe quân sự và các thiết bị khác. Phía Cam cho rằng việc tặng xe này là thể hiện tình đoàn kết và hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Khẳng định điều này, tướng Ti Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết các phương tiện và thiết bị hiện đại của Trung Quốc sẽ giúp quân đội Campuchia gia tăng sức mạnh. Trong khi đó, Đại sứ quán của Trung Quốc thì nhấn mạnh quân đội Trung Quốc và Campuchia là những người anh em tốt, biết về nhau, là những đối tác tốt, nói ít nhưng làm nhiều. Chúng tôi mong muốn Campuchia có thể đóng góp vai trò quan trọng và chủ động hơn nữa trong an ninh khu vực. Đại tướng Ti Banh nhận định sự hỗ trợ của Bắc Kinh thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Campuchia-Trung Quốc. Phía Bắc Kinh cũng khẳng định Trung Quốc đang trở thành đối tác kinh tế chính trị ngày càng quan trọng của Campuchia. Trung Quốc là nước viện trợ phát triển hàng đầu cho Campuchia với việc đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Đông Nam Á, trong đó có các siêu dự án về điện, đường, công trình quốc gia và cả một cái sân vận động siêu to khổng lồ. Nói chung, chỉ trong vòng chưa đầy chục năm, các công trình mang dấu ấn Trung Quốc đã mọc lên la liệt trên đất Campuchia. Thưa các bạn, việc Trung Quốc trở thành ông bầu của Campuchia trên sân khấu quân sự là đã rõ rồi. Vậy viện trợ hỗ trợ nhiều như vậy cho Cam, Bắc Kinh được gì? Tất nhiên chẳng ai cho không ai cái gì, đặc biệt là Bắc Kinh, khi tất cả những gì mà họ cho đi đều phải nhận lại gấp 2 đến 3 lần, thậm chí là gấp 10 lần như thế. Vâng, và đầu tiên Trung Quốc đã biến Campuchia thành chúa trộm, và chủ nợ lớn nhất của Campuchia chính là Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia, Trung Quốc đã cung cấp tổng cộng 3 tỷ đô la Mỹ các khoản vay ưu đãi để xây dựng cầu đường ở Campuchia. Điều này khiến Bắc Kinh trở thành chủ nợ lớn nhất của Cam trong các dự án cơ sở hạ tầng. Và đổi lại thì vào tháng 6 năm 2022 vừa qua, Campuchia cho Trung Quốc tạo căn cứ hải quân Dream ở tỉnh Sihanoukville. Các chuyên gia quân sự lo ngại sau cải tạo thì Trung Quốc sẽ được sử dụng độc quyền địa điểm này và điều đó sẽ dấy lên lo ngại rất lớn đối với an ninh trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù cả phía Cam và phía Trung Quốc đều phủ nhận sự độc quyền này trên truyền thông, nhưng có vẻ như không một ai tin điều đó. Đại diện Cam từng lên tiếng lý giải, có những cáo buộc rằng căn cứ Dream sau khi hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Không. Hoàn toàn không phải như vậy, đừng quá lo lắng, căn cứ Dream rất nhỏ, nó sẽ không gây ra mối đe dọa cho bất cứ ai ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ vẫn lên tiếng cảnh báo sự hiện diện quân sự độc quyền của Trung Quốc tại Dream có thể đe dọa quyền tự trị của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực. Thưa các bạn, vậy việc này có ảnh hưởng gì đến Việt Nam? Trả lời những thắc mắc về việc quan hệ Việt Nam-Campuchia bị ảnh hưởng do Campuchia xích gần hơn với Trung Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với Campuchia. Mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, thời gian qua lãnh đạo hai nước Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi hai chiều, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước đến Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã hai lần thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12 năm 2015 và tháng 12 năm 2019. Hai nước cũng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng vào ngày 7 tháng 11 năm 2019 và 43 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng. Những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước được thể hiện trong nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được duy trì.
Nói tóm lại là quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn hết sức tốt đẹp và chưa có lý do gì để nó có thể diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Ngay cả việc Campuchia có ngày một thân thiết hơn nữa với Trung Quốc, và có lẽ kể cả trong trường hợp xấu nhất là mối quan hệ này đi xuống đi chăng nữa, thì với sức mạnh quân sự còn chưa đâu vào đâu của mình, phía Cam chắc chắn sẽ không thể đọ được với Việt Nam. Đây là trường hợp xấu nhất. Còn việc nó xảy ra chúng tôi nghĩ chỉ là 1/1000% thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, rất mong tiếp tục được đồng hành cùng kênh Tin Mới. Video đến đây hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.